tình lâu không quan tâm đến người nào. Nhưng tim em đang ồn ào khi anh quay sang nói lời chào. Hẹn hò ngay với em đi, đâu có mấy gì, sao không yêu nhau bây giờ yêu luôn đi. Tim không em đang thất lòng, em nghe đây anh nói với anh. Để được thông báo những video mới nhất.